Hiện giờ nếu mình sống ở cái tâm tham dục vọng, giống như Việt Nam á, có mấy cái thằng Nigeria đi châu á, nó vô Sài Gòn giờ nó có mở mấy cái phòng gọi là massage cho mấy cái bà nhà giàu á, làm mấy chuyện bậy bạ trong đó luôn á. Thì những phụ nữ Việt Nam mà giàu có mà vô mấy cái đó là còn tham dục đúng không, thì sẽ gọi là thành thú. Còn nếu mà mình sống mà mình ích kỷ, mình làm ngạ quỷ súc sanh, còn mình sân si là mình thành Atula, còn mình bị tội khỏi nói xuống địa ngục chết chắc rồi, ôm cục đồng nếu mà ăn gian chồng do vậy chặt lãi hay làm chuyện gì phi lý. Còn nếu mình sống với đại đồng, nhưng mới đến làm volunteer ở đây là mình sống với tâm rộng lửa, là trước tiên là cái đó mình dẹp qua bên này, không có đi vào ba đường ngang, là mà ít nhất cũng thành tiên á. Thí dụ mình cũng còn chút ở thế gian, nhưng mà là mình được về cõi trời vậy đó, cõi trời mà cõi thấp. Còn nếu mà mình làm những cái chuyện lớn hơn nữa, mình độ được một cái số lượng người lớn hơn nữa, là mình làm thánh, làm lớn nữa, cái kiểu như phụ có nhiều tiền là cứ lo cho cộng đồng, thì lúc đó mình sẽ làm lớn ở trên trời. Ở trên trời cũng có chức vụ thấp cao, cũng có tiên chúng, tức là dân bình thường, rồi cũng có những người cũng ở trển một cái xã hội trển đi như xã hội mình vậy. Cũng có người chức này chức kia, thấp chức cao. Thì giờ mấy con hiện bây giờ cứ coi lại đi, coi lại mỗi ngày mình làm gì. Mình nói thí dụ bắt chậm, người ngoài đời cứ nghĩ ổng bán nước, cũng có thể ổng bán nước á, nhưng mà trong mắt sư phụ cứ nghĩ không có bắt trọng mà đứa đằng khác nó trẻ lên mà nó đem một đống ngoại bang vô, nước nó mình còn chết nữa, dân còn khổ nữa, mà nó trẻ nó còn cần nhiều nhu cầu á, thì có công có tội. Cũng nhân Bác Hồ cũng vậy, có một lần Bác Hồ hiện về nói chuyện cho phụ, sau này cho phụ thấy ổng cũng có một chút có công chút xíu thôi, nhưng mà tội nhiều, tội là đi theo thể chế của các mác thế giới đưa dân tộc vào cái khổ. Nhưng mà có công là vì thời chống Pháp để mà thống nhất đất nước khỏi Pháp cái này nọ. Thì sau này đến năm ngoái Phụng với mấy vị mới sinh cho ổng ra khỏi cái gọi là giống chuồng cọp á, chứ hồi những năm trước ổng nhốt trong chuồng cọp, hôm nay ổng ra khỏi là giống như Khám Chí Hòa thì nhốt ở trong khám trong cái phòng tối, hôm nay cũng còn trong Khám Chí Hòa nhưng mà ra khỏi. Tại thường mới update mấy tháng trước, hay update mấy nhân vật quan trọng đang làm gì ở đâu, tình hình sức khỏe như thế nào, chứ hỏi thăm được hết. Cái đó là cái cực hình, tại vì cái đó là cái phần nhờ cái lăng đó đó. Mỗi ngày trồi lên, sáng phải trồi lên, đưa cái đầu lên, hụp xuống, trồi lên, hụp xuống. Thì con nghĩ cái đó là cái cực hình, hay là bên cõi vui mấy vị nói cho phụ biết cái đó là trồi lên, hụp xuống là cực hình. Chứ nó không có hay ho gì hết. Còn con mà đi trong lăng đó là dĩ nhiên ở trong đó chuột không à, ma quỷ không à. Nhưng con vô đó là nó sẽ dính vô với người của mình, là mình chỉ xui xui suốt đời. Người nào mà vô lăng Bác rồi là bảo đảm không bị đốt củi đốt lò thì cũng bị than nướng, không bị than nướng thì cũng bị ông chích, kiểu nào cũng bị, nó không có tự tại như là mình ngồi đây đâu, không cho mát.